một trong những loại trái cây được yêu thích nhất trên thế giới. Nó rất giàu kali, khoáng chất và vitamin, giúp cơ thể thực hiện các chức năng quan trọng. Cây chuối được cho là có nguồn gốc từ Malaysia, Indonesia, Philippines, vì những nơi này hiện nay vẫn còn nhiều loài chuối hoang dã. Mặc dù thuật ngữ banana có nguồn gốc từ tiếng Ả Rập, có nghĩa là ngón tay, nhưng người châu Phi thường được ghi nhận là đã đặt tên hiện tại cho cây chuối. Chuối bắt đầu được buôn bán quốc tế vào cuối thế kỷ 14. Sự phát triển của đường sắt và những tiến bộ công nghệ trong vận tải hàng hải đông lạnh sau đó đã giúp chuối trở thành loại trái cây được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Cây chuối ngày nay được trồng ở hơn 150 quốc gia và sản xuất 105 triệu tấn trái cây mỗi năm. Chuối được trồng để tiêu thụ tại địa phương thường được trồng theo hệ thống cảnh quan truyền thống. Một quả chuối cỡ trung bình 118g cung cấp 105 calo, 27g carbon hydrate, 14,4g đường và 1,3g protein. Chuối là một nguồn cung cấp kali tuyệt vời và một khẩu phần ăn chứa 422mg kali. Cùng với kali, chuối chứa một số vitamin C, folate, magie và choline. Có 27g carbon hydrate trên mỗi quả chuối trung bình, trong đó bao gồm 3g chất xơ và hơn 14g đường tự nhiên. Khi chuối chín, một số chất xơ chuyển thành đường, nghĩa là chuối vàng có đốm nâu, có nhiều đường hơn và ít chất xơ hơn chuối xanh có cùng kích thước. Chỉ số đường huyết của chuối nằm trong khoảng 48-54. Chuối chứa ít chất béo, với ít hơn 0,5g mỗi quả chuối cỡ trung bình, bởi vì có một lượng nhỏ vitamin A và K hòa tan trong chất béo trong chuối, nên việc tiêu thụ chúng cùng với chất béo có thể giúp mang lại lợi ích dinh dưỡng. Chuối cũng có hàm lượng protein khá thấp, dưới 1,5g mỗi quả, và bơ đậu phộng là một thực phẩm bổ sung phổ biến, chứa protein thực vật cho chuối. Một quả chuối cỡ trung bình chứa 105 calo, trong khi một quả táo gala cỡ trung bình có khoảng 61 calo. Quả cam có 72,8 calo và một chén nho đỏ không hạt 150g chứa 129 calo. Nếu bạn ăn chuối mỗi ngày, điều gì sẽ xảy ra cho cơ thể? Cung cấp năng lượng. Theo nghiên cứu năm 2018 đăng trên tạp chí khoa học Journal of Food Science and Technology, chuối chứa vitamin B3, B6 và B12 giúp cơ thể tổng hợp năng lượng. Nó cũng chứa nhiều chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa đủ để duy trì năng lượng cho cơ thể. Tim mạch khỏe hơn, tránh đột quỵ. Chuối là nguồn cung cấp kali tuyệt vời. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, một quả chuối cỡ vừa chứa 422mg kali, tương đương 9% nhu cầu kali hàng ngày của cơ thể. Kali đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tim mạch. Chất này giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, chống xơ vữa động mạch, giảm huyết áp cao nhờ khả năng loại bỏ natri qua nước tiểu và giúp giãn thành mạch máu. Hơn nữa, kali còn làm giảm nguy cơ đột quỵ, giữ cho xương chắc khỏe, giúp cơ bắp hoạt động tốt hơn và ngăn ngừa sỏi thận. Tâm trạng tốt hơn. Ăn chuối hàng ngày giúp cải thiện tâm trạng một cách đáng ngạc nhiên, đó là nguồn cung cấp tryptophan và vitamin B6 dồi dào. Cả hai đều hỗ trợ sản xuất hormone hạnh phúc serotonin, giúp điều chỉnh tâm trạng, chức năng nhận thức, giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính. Chuối có chứa phytoestrogen và carotenoid, cả hai đều có đặc tính chống oxy hóa. Nghiên cứu năm 2019 cho biết chuối có khả năng chống oxy hóa cao hơn nhiều loại quả mọng, thảo mộc hay rau quả, và do đó nó có thể giảm tác hại của căng thẳng oxy hóa lên cơ thể. Căng thẳng oxy hóa gây viêm và làm hỏng các mô cơ thể. Nếu điều này tiếp diễn sẽ dẫn đến các bệnh như bệnh tim, tiểu đường, ung thư. Chất chống oxy hóa trong chuối có thể giúp kiểm soát tình trạng viêm, từ đó ngăn ngừa các bệnh mãn tính. Kali trong chuối giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, chống xơ vữa động mạch và giảm huyết áp cao, tiêu hóa tốt hơn. Chuối chứa chất xơ pectin có thể đóng vai trò kiểm soát tốc độ tiêu hóa carbon hydrate. Chuối xanh chứa nhiều chất xơ hơn chuối chín. Chuối cũng chứa tinh bột kháng giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn trong ruột. Đại tiện đều đặn hơn. Mỗi quả chuối trung bình có khoảng 3g chất xơ. Chất xơ rất quan trọng để giữ cho nhu động ruột đều đặn. Đặc biệt chất xơ pectin giúp cơ thể loại bỏ chất thải hiệu quả hơn, theo trang tin của Eatingwell chia sẻ. Nhanh đi vào giấc ngủ. Tryptophan, một axit amin có thể khiến bạn cảm thấy buồn ngủ, được tìm thấy trong chuối. Đó là lý do tại sao ăn một quả chuối vào cuối ngày có thể giúp bạn cảm thấy muốn đi ngủ sớm hơn. Ngoài tryptophan, chuối cũng chứa magie và kali, cả hai đều được chứng minh là hoạt động như chất làm giãn cơ, giúp bạn dễ ngủ, giảm nguy cơ ung thư thận. Do hàm lượng cao các hợp chất phenolic, chuối giúp giảm nguy cơ mắc bệnh nhờ ăn thường xuyên. Theo một nghiên cứu của Thụy Điển được đăng tải trên NCBI, những phụ nữ ăn 4-6 quả chuối mỗi tuần có thể giảm một nửa nguy cơ phát triển ung thư thận, giảm nguy cơ thiếu máu. Theo Cleveland Clinic, bệnh thiếu máu ảnh hưởng đến khoảng 30% dân số, tức là 2 tỷ người trên toàn cầu. Các triệu chứng có thể bao gồm chóng mặt, đau đầu và tim đập nhanh. Hàm lượng sắt trong chuối rất cao, được chứng minh là có tác dụng cải thiện tình trạng thiếu máu do thiếu sắt. Chị em phụ nữ là nhóm đối tượng càng không nên bỏ qua thực phẩm tốt như chuối. Cải thiện quản lý bệnh đái tháo đường. Chuối xanh có nhiều tinh bột kháng, hoạt động giống như chất xơ trong quá trình tiêu hóa.
do có lợi cho sức khỏe. Chuối xanh thường được nghiền thành cùi hoặc bột và được sử dụng trong các sản phẩm thực phẩm chức năng và các nghiên cứu khoa học. Theo một số nghiên cứu, bột chuối xanh có hiệu quả trong việc cải thiện độ nhạy insulin, thúc đẩy giảm cân và giảm một số các vấn đề về gan và thận liên quan đến bệnh đái tháo đường. Tất cả đều có lợi cho việc kiểm soát bệnh lâu dài. Hỗ trợ giảm cân. Nhiều người cho rằng chuối là thực phẩm có hàm lượng tinh bột rất cao, nhưng nó là một loại thực phẩm ít calo và nhiều chất xơ, giúp hỗ trợ mục tiêu giảm cân. Với khoảng 3g chất xơ cho mỗi 100 calo, chuối là một cách tuyệt vời để giúp cơ thể có cảm giác no mà không ăn quá nhiều. Ăn chuối vào bữa sáng hoặc bữa nhẹ có thể giúp bạn đạt được và duy trì cân nặng hợp lý. Huyết áp ổn định. Chuối là một nguồn cung cấp kali dồi dào, với một quả chuối trung bình chiếm khoảng 9% giá trị hàng ngày đối với hầu hết người lớn. Khả năng hạ huyết áp của kali được thiết lập rất tốt, đặc biệt khi nó được kết hợp với chế độ ăn DASH hoặc chế độ ăn ít natri. Ăn chuối thường xuyên góp phần vào nhu cầu kali hàng ngày để giữ huyết áp giảm và ngăn ngừa các biến chứng khác như đột quỵ và bệnh thận. Nên ăn bao nhiêu quả chuối mỗi ngày? Các chuyên gia cho biết không có quy tắc chung, nhưng ăn 1 đến 2 quả chuối mỗi ngày là ổn với hầu hết mọi người. Thế nhưng chuối có hàm lượng carbohydrate tương đối cao. Vì vậy, nên ăn cùng với protein hoặc chất béo lành mạnh để có mức năng lượng ổn định. Lưu ý những người mắc bệnh thận giai đoạn nặng nên hạn chế ăn chuối, người bệnh tiểu đường chỉ nên ăn nửa quả chuối. Cách tốt nhất để ăn chuối. Theo các chuyên gia, tạo thói quen ăn chuối là cách tuyệt vời để tăng cường lượng trái cây và tăng sức khỏe tổng thể. Phần lớn lượng calo trong chuối đến từ carb, lượng protein và chất béo là không đáng kể. Hai hợp chất này chiếm ít hơn 8% tổng lượng calo trong một quả chuối. Protein là một thành phần cấu trúc chính của cơ thể, cần thiết đối với hệ thống miễn dịch, có nhiệm vụ chữa lành các mô, xây cơ bắp và tăng cường sức khỏe xương. Trong khi đó, chất béo cung cấp năng lượng, hỗ trợ quá trình hấp thụ các chất dinh dưỡng hòa tan và đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất hormone sức khỏe não bộ. Bác sĩ Vũ Đại Dương, chuyên khoa dinh dưỡng trường Đại học Y Hà Nội khuyến nghị ăn từ 1,5 đến 2 quả chuối một ngày có thể nâng cao sức khỏe, cung cấp nguồn dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Bên cạnh đó cần bổ sung protein nạc, chất xơ từ rau và chất béo lành mạnh. Không ăn chuối khi đói. Theo thạc sĩ bác sĩ Doãn Thị Tường Vi, nguyên trưởng khoa dinh dưỡng bệnh viện 198, thời điểm ăn chuối tốt nhất là sau khi ăn cơm từ 1 đến 2 giờ. Nếu ăn chuối khi đói thì thực sự rất nguy hiểm. Nguyên nhân bởi trong chuối có chứa rất nhiều magie. Ăn lúc dạ dày trống rỗng sẽ làm lượng magie tăng đột ngột trong máu, gây ảnh hưởng đến tim mạch và tăng nguy cơ đau dạ dày. Không ăn chuối còn xanh hay quá chín. Ăn chuối còn xanh không cung cấp nguồn vitamin và khoáng chất như chuối chín, trong khi những loại chuối quá chín lại không hề tốt cho những người đang có chế độ ăn cần giảm đường như tiểu đường type 2, người muốn giảm cân. Do đó nên ăn chuối chín vừa phải, có vỏ chuối chín vàng, ít đốm đen sẽ tốt hơn cho sức khỏe của bạn. Mặc dù kali là khoáng chất rất tốt cho cơ thể, nhưng nếu ăn quá nhiều chuối, hàm lượng kali trong cơ thể tăng cao sẽ làm tăng nguy cơ mắc các tác dụng phụ như buồn nôn. Chuối chứa phenylethylamine và thiamine có thể làm tăng lưu lượng máu lên não và gây ra những cơn đau đầu sau đó. Chuối càng chín thì hàm lượng thiamine càng cao, vì vậy tốt nhất nên tránh ăn chuối quá chín. Ngoài ra, ăn nhiều chất xơ có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa như đau bụng, buồn nôn, đầy hơi. Những người bị bệnh đái tháo đường nên ăn một chế độ ăn uống cân bằng, bao gồm tất cả các dinh dưỡng đa dạng như carb, chất béo và protein. Ăn quá nhiều chuối có thể làm rối loạn trạng thái cân bằng này, dẫn đến biến động lượng đường trong máu. Tăng cân. Chuối không phải loại thực phẩm có hàm lượng calo cao, tuy nhiên nếu ăn quá nhiều chuối, lượng calo hấp thụ vẫn cao hơn nhu cầu cơ thể, dẫn đến tăng cân không lành mạnh. Vậy đau dạ dày có nên ăn chuối? Nhiều người quan niệm rằng đau dạ dày không nên ăn chuối vì có thể tình trạng bệnh sẽ nặng hơn, nhưng thạc sĩ bác sĩ Hà Hải Nam, Bệnh viện Ca Trung ương cho biết điều này là đúng nhưng chưa đủ. Theo bác sĩ Nam, chuối là một loại quả nhiều dinh dưỡng, chứa hợp chất pectin giúp cân bằng và ổn định hệ tiêu hóa. Chuối còn có khả năng trung hòa axit trong dạ dày giúp giảm nguy cơ sưng, viêm loét dạ dày và đường ruột. Vì vậy, người viêm loét dạ dày vẫn có thể ăn chuối hàng ngày, thế nhưng nên ăn chuối sau khi ăn no để trung hòa axit dạ dày và bảo vệ niêm mạc dạ dày. Khi ăn nên chọn chuối chín, không nên ăn chuối xanh và có nhiều tinh bột kháng, gây cảm giác đầy hơi, chướng bụng và không nên ăn chuối khi đói.